Dự thi đấu đoàn đội 7 đấu 7, tổng cộng là 113 đoàn đội. Ngờ dự thi báo danh đấu cơ giáp 461 ví, báo danh hết hạn, giải thi đấu sẽ chính thức bắt đầu sau một ngày nữa. Các thành viên đến từ chính sử lấy các học viên cũng không cần xếp hàng báo danh phiền toái như vậy. Việc ghi danh cho bọn họ được sẽ do Tinh La Đế quốc chính thức phụ trách. Báo danh cũng không phải do nhóm của Đường Vũ Lân tiến hành, mà là Thái Lão trực tiếp ghi danh cho bọn họ. Ngoại trừ Từ Lạp Chí ra, tất cả mọi người đều tham gia đấu đơn, đấu đôi, cả 4 nội dung lớn đều được đăng ký tham gia. Về phần báo danh đấu đoàn đội, Từ Lạp Chí được đăng ký vào danh sách dự bị, có thể nói là toàn bộ đều dự thi. Ta không ở chung một đội với hắn, đứng ở trước mặt của Thái Lão, Cổ Nguyệt lạnh lùng nói. Khi trước việc động viên đối với mọi người của sử lấy các học viện mà nói vốn là không cần thiết, nhưng đôi khi xảy ra sự cố, Cổ Nguyệt từ chối dự thi. Thái Lão nhíu mày nói, nhìn làng nói, ta nhắc nhở ngươi, lần tranh tài này các ngươi không chỉ là đại diện cho chính mình, mà đồng thời còn cho cả học viện. Bên cạnh đó, tới Tinh La Đế quốc lần này vốn cũng chỉ là thử thách đối với các ngươi, tất cả các biểu hiện của các ngươi tại Tinh La Đế quốc đều sẽ được chấm điểm. Nếu như ngươi không dự thi, như vậy thì trước tiên ngươi sẽ bị tước đi quyền ứng tuyển vào sử lấy các tất quái ở trong tương lai. Ngoài ra có thể tham gia nội viện hiện nay không còn phải là xem biểu hiện sau đó của ngươi nữa. Cũng được, Cổ Nguyệt lúc này đáp ứng một tiếng. Đường Vũ Lân vội vàng kéo lấy cánh tay của nàng. Cổ Nguyệt, làng điên rồi hay sao, tại sao không dự thi? Cổ Nguyệt chỉ lắc đầu một cái, tâm tình không tốt. Nói xong, làng liền xoay người rời khỏi căn phòng của Thái Lão. Không phải là cô ấy vẫn còn đang ghen đấy chứ, nhưng mà Tạ Giải trần trờ nói. Đường Vũ Lân vội vàng hướng về Thái Lão nói, Thái Lão, thật xin lỗi, ta sẽ đi khuyên nhủ Cổ Nguyệt thêm. Nói xong, hắn vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài, đuổi theo Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt trầm mặc đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phương xa. Giống như nàng đã sớm dự liệu được, Đường Vũ Lân sẽ đến cửa không khóa. Đường Vũ Lân lúc này đẩy cửa mà vào, bước nhanh xa đi tới phía sau của Cổ Nguyệt, không nhìn đường chất vấn. Cổ Nguyệt, đến tận cùng nàng bị làm sao vậy? Tại sao không chịu dự thi? Cổ Nguyệt nhìn ra cửa sổ, thản nhiên hỏi ngược lại, tại sao ta nhất định là phải dự thi? Đường Vũ Lân tiến lên phía trước nắm lấy bàn tay của nàng. Đừng nghịch nữa có được hay không? Ta dẫn nàng đi nói với Thái Lão, sau đó chúng ta sẽ đồng thời dự thi. Lẽ nào là không muốn tiến vào trong nội viện hay sao? Không muốn trở thành sử lấy khắc thất quái một đời mới hay sao? Cổ Nguyệt say người, nhìn về phía của Đường Vũ Lân. Ngươi cho rằng ta có thể trở thành sử lấy khắc thất quái sao? Đừng quên ta là người của truyền linh tháp. Trên thực tế, quan hệ giữa học viện và truyền linh tháp cũng không hề hài hòa giống như vẻ ngoài mà ngươi nghĩ. Điểm này ta nghĩ là ngươi sẽ không thể nhận ra được. Đường Vũ Lân khoáng khựng lại, ngươi lựa chọn chuyển linh tháp. Cổ Nguyệt thản nhiên đáp, từ thời điểm vừa nhập học vào bị Thái Lão làm khó dễ, ta cũng đã có quyết định chuyển linh tháp cho ta rất nhiều thứ mà học viện không có, ta nhất định sẽ không thể trở thành sử lấy khắc thất quái. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn nghe Cổ Nguyệt nói như vậy. Nhưng mà, Đường Vũ Lân có một chút không biết nên làm như thế nào khuyên nhủ Cổ Nguyệt mới tốt nữa. Quen biết Cổ Nguyệt lâu như vậy, hắn hiểu rõ Cổ Nguyệt quật cường đến nhường nào, chuyện này đã quyết định sẽ rất khó thay đổi. Nhưng mà nàng không muốn ở bên ta hay sao? Đường Vũ Lân lúc này bỗng bật thốt lên. Thân thể Cổ Nguyệt lúc này khẽ rung động, trong ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân ở trong khoảng khắc này có thêm một chút gì đó. Đường Vũ Lân lúc này đầy yếu ớt giải thích, ý ta nói ở bên ta cùng nhau tù luyện. Ánh mắt Cổ Nguyệt lúc này sáng quắc nhìn hắn, ngươi muốn ta dự thi? Đường Vũ Lân không chút so dự gật đầu một cái, dĩ nhiên là muốn, chúng ta là đồng đội mà. Hai mắt Cổ Nguyệt híp lại, được, vậy ta cùng mấy người tham gia đấu đôi, nhưng chỉ riêng đấu đôi mà thôi, đấu đơn thì thi đấu đoàn đội sẽ không tham gia, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Ánh mắt Đường Vũ Lân lúc này có một chút phức tạp, tuy rằng Cổ Nguyệt đã đáp ứng cùng tham gia đấu đôi với hắn, nhưng mọi khi làm như vậy, lại vô hình chung sẽ tạo lên một bức tường ngăn cách giữa mình và các đồng đội khác, một bức tường vô hình khó có thể nào đánh vỡ được. Cái cảm giác này khiến cho Đường Vũ Lân vô cùng không thoải mái, hắn rất không thích trạng thái như thế này. Cổ Nguyệt, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát, Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói. Được rồi, tâm tình của Cổ Nguyệt không ai có thể đoán được, sau khi nàng đáp ứng chỉ là tham gia tranh tài 2 đấu 2, dòng dã một ngày đều không hề ra bên ngoài, cứ như vậy đem mình nhốt ở trong phòng riêng. Tâm tình Đường Vũ Lân cũng không tốt cho lắm, lượng cơm ăn chỉ bằng một nửa bình thường, hắn rất muốn tiếp tục đi khuyên nhủ Cổ Nguyệt, nhưng lại không biết nên làm như thế nào để thuyết phục được nàng. Giải thi đấu hồn sư thanh liên tình hành cả cấp toàn đại lục này, cuối cùng cũng bắt đầu ở trong sự háo hức chờ mong của hàng vạn người. Giải đấu sẽ được tổ chức tại sân vận động lớn của Tinh La Thành, bởi vì nhân số dự thi quá nhiều, trải qua phân chia bảng đấu tự động, sẽ mất một khoảng thời gian rất là dài để đấu vòng loại. Để có thể mau chóng giảm thiểu số lượng người dự thi, tất cả các trận đấu ở trong phòng sơ loại đều theo thế chế loại trực tiếp.
chỉ cần thua một trận tranh tài liền sẽ phải kết thúc giải ngay lập tức. Trong khi đó, không thể nghi ngờ cũng có thể yếu tố vận khí nhất định, nhưng bản thân vận khí cũng là một phần của thực lực. Công bằng vĩnh viễn chỉ là tương đối, giống như Thái Lao đã từng nói, ở trên thế giới này căn bản cũng không có công bằng tuyệt đối. Muốn thu được công bằng, kiểm soát nó, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Nội dung đầu tiên được tổ chức chính là thi đấu cá nhân. Đây cũng đã là hạng mục được mọi người sống sắc chờ mong nhất. Ở bên trong sân vận động Tinh La, có 50 sân đấu được dựng lên, dựa theo thứ tự đã được xếp sẵn ra mà tiến hành thi đấu. Hết tài trận này tới trận khác, cứ như vậy xoay tròn liên tục, mà đến khi toàn bộ các trận đấu vòng loại kết thúc mới thôi. Mỗi người đều có một thẻ bài điện tử có đánh số báo danh, ở bên trong có ghi chép cặn kẽ thông tin của tuyển thủ, đồng thời cũng có giới hạn thời gian dự thi. Một khi bỏ qua thời gian thi đấu, lập tức sẽ bị xử là thua cuộc. Nghi thức khai mạc giải đấu cũng không phải là được cử hành ngay từ khi mới bắt đầu, bởi vì số lượng người dự thi thực sự là quá nhiều. Thường thì trước hết sẽ đợi vòng đấu loại kết thúc mới tiến hành khai mạc. Sân vận động Tinh La có sức chứa 300.000 người, là sân vận động lớn nhất tại Tinh La Đế Quốc, thậm chí còn là cả Tinh La Đại Lục. Đây cũng là sân vận động hiện đại nhất và tiên tiến nhất. Trước khi giải thi đấu bắt đầu, toàn bộ vé vào của cửa hàng cũng đã sớm được bán sạch, hơn nữa còn có đông đảo người ghi danh. Tinh La Đế Quốc cũng nhờ nguồn thu này mà có thể bù đắp vào những chi phí để tổ chức giải thi đấu. Huống chi còn có hồn đạo trực tiếp tuyến phủ sóng toàn bộ đại lục, muốn xem trực tiếp cũng cần dùng tiền mua bản quyền đăng tin. Đối với các loại tiền lợi thu được từ giải thi đấu hồn sư thanh liên tinh anh cao cấp toàn đại lục này, từ rất lâu Tinh La Đế Quốc đã quen tay xử lý nhanh gọn. Dù cho là người thường cũng có một trái tim khao khát trở thành hồn sư, có thể quan sát những trận đấu đặc sắc như vậy, đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào tham dự một lễ hội lớn. Bởi như vậy, bầu không khí nhiệt liệt không chỉ lan tỏa khắp Tinh La Thành mà còn bao phủ hết cả Tinh La Đại Lục. Bởi vì thi đấu thứ hạng được tiến hành ngay lập tức và rất đông, vì lẽ đó thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải thi đấu tập trung cùng một ngày. Đường Vô Lân có được số thứ tự vô cùng đẹp, 333, nhìn qua có vẻ là một con số may mắn. Hắn thi đấu ngay ngày thứ nhất, mà thú vị chính là ngoại trừ Cổ Nguyệt từ chối tham gia thi đấu cá nhân ra, những người khác đều thi đấu vào ngày thứ hai và ngày thứ ba, vừa vặn tách khỏi Đường Vũ Lân. Ta từ bỏ thi đấu có phải là người không vui? Cổ Nguyệt sóng vai tiến lên bên cạnh của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, nàng công sự thì ta cũng không có gì không vui, chẳng qua là ta chỉ cảm thấy thật giống như là nàng đang xa lánh chúng ta, thậm chí ta có một loại cảm giác, có thể là không lâu sau đó, nàng sẽ rời bỏ mọi người mà đi vậy, ta không thích cái cảm giác này. Cô Nguyệt ngẩn người, xin lỗi nhưng mà thiên hạ này có buổi tiệc vui nào không tán, chúng ta chung quy rồi sẽ phải lớn lên, sau khi lớn lên cuối cùng cũng phải tách ra. Tại sao nhất định phải tách ra? Đường Vũ Lân bật thốt lên. Cổ Nguyệt nhìn hắn, hắn cũng vừa vặn đang nhìn Cổ Nguyệt, bốn mắt chạm vào nhau, Cổ Nguyệt lại đột ngột quay đầu nhìn đi chỗ khác. Có lẽ là cũng không phải nhất định phải tách ra, nhìn lại mà xem không phải là ta đang cùng với người dự thi hay sao? Đường Vũ Lân lẩm bẩm, kỳ thực chúng ta còn có thể cùng nhau tu luyện rất nhiều năm mà, mặc dù nàng là người của truyền linh tháp, nhưng Sử Lai Khắc chỉ là học viện mà thôi, nàng có thể đợi sau khi tốt nghiệp rồi mới đi truyền linh tháp. Một cảm giác không đành lòng mãnh liệt đột nhiên tràn ngập ở trong lòng của Cổ Nguyệt. Nàng chủ động nắm chặt tay của Đường Vũ Lân. Ta đáp ứng ngươi, chỉ ít là sẽ ở bên ngươi, cùng với ngươi đồng thời thi vào nội viện có được hay không? Đường Vũ Lân thoáng sửng sốt một chút, sau đó mới đầy mừng rỡ, nói phải giữ lời. Cổ Nguyệt lúc này gật gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, chắc chắn. Vậy quá tốt rồi, Đường Vũ Lân lúc này có một chút hơi lớn tiếng, khiến cho những người đi đường gần đó đồng loạt liếc mắt nhìn. Cảm nhận sự hưng phấn xuất phát từ nội tâm của hắn, nụ cười trên mặt của Cổ Nguyệt cũng không khỏi vì thế mà trở lên tươi tắn hơn. Nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ cao hứng bừng này của hắn. Xung quanh sân vận động của Tinh La, người đông như mắc cưới, rất nhiều con đường cũng đã chật ních. Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân nhờ có thẻ thẩm sự ở điện tử cũng thật vất vả mới đi vào được đường nối chuyên dụng ở trong tuyển thủ, từ từ tiến vào ở bên trong sân vận động lớn. Mới vừa tiến vào trong sân vận động lớn, thứ đầu tiên bọn họ cảm nhận được chính là bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt đến từ khu vực khán đài. Tiếng hoan hô liên tiếp, khác nào là sóng lớn vỗ bờ, những âm thanh lối liền không ngớt, khiến cho dù ở khoảng cách rất là gần cũng rất khó nghe được tiếng của nhau. Đây chính là tiếng hoan hô đến từ 300.000 khán giả đấy. Bên trong sân vận động lớn, từng thi đấu san sát vào nhau được dựng lên, mỗi một đài thi đấu đều được bảo vệ bởi hồn đạo vòng bảo vệ chuyên dụng để phòng ngừa việc ảnh hưởng lẫn nhau hay có năng lực tản ra bên ngoài. Tiến vào sân thi đấu, nhìn thấy từng đài thi đấu san sát nhau, ánh mắt của Đường Vũ Lân nhất thời sáng lên. Theo nhiều quy tắc dự thi lên rõ,
thì cá nhân có thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, hơn nữa còn phải ký kết giấy sinh tử. Tuy rằng tình huống xuất hiện ra thương vong chân chính rất ít, trọng tài sẽ tận lực can thiệp vào việc thi đấu những lúc cần thiết, nhưng loại thi đấu cạnh tranh toàn lực này vẫn là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy. Người mặc cờ sắp dự thi kỳ thường cũng không nhiều, bởi vì đồng thời bố trí 5 mở sân đấu. Diện tích mỗi một sân đều có hạn, không gian di chuyển cho cờ giáp ở sân so tài với đường kính 50m quá nhỏ, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Nhưng mà Đường Vũ Lân lại nhìn thấy người dự thi có sử dụng hồn đạo khí, các loại ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra ở bên trong khu vực so tài, trong lúc nhất thời khiến cho người ta hoa cả mắt, thực sự là một lời khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Cổ Nguyệt làm thật sự không muốn tham gia đấu cá nhân hay sao? Đường Vũ Lân lúc này hướng về Cổ Nguyệt ở bên cạnh hỏi. Cổ Nguyệt cũng là được báo danh rồi đấy. Cổ Nguyệt lắc đầu một cái. Quên đi, ta không có hứng thú. Ta và người tham gia thi đấu đôi là được rồi. Vậy cũng được. Đường Vũ Lân lúc này lấy thẻ điện tử của bản thân ra, liếc mắt nhìn, từ tốc độ thi đấu trước mắt mà xem, cùng lắm chỉ là lửa giờ nữa, hắn nên sẽ có thể bắt đầu thi đấu. Đối thủ của hắn là thẻ số 631. Tất cả tư liệu cũng chỉ có như vậy. Không biết ta sẽ đụng phải đối thủ như thế nào đây? Đường Vũ Lân lúc này mỉm cười nói. Cổ Nguyệt lại đáp, đối thủ như thế nào cũng không thể ngăn cản được bước tiến của người đi tới. Cố lên đi, tuy rằng ta không thể nào trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng mà người nhất định có thể, bất quá cũng không nên xem thường đối thủ. Từng nghe những người thuộc Tinh La Hoàng gia học viện đó nói, ở Tinh La Đế Quốc, học viện mạnh mẽ nhất là học viện quái vật, trong đó rất nhiều thứ đều học theo Sử Lai Khắc, dù sao tuổi tác của chúng ta vẫn còn nhỏ, nếu như mà gặp phải đấu khải sư vẫn là rất phiền phức.